về lĩnh vực về cuộc sống thì phòng khám quốc tế Sơn cũng có đạt được rất là nhiều những thành tựu. Hiện nay Sơn là cái nơi Sơn thì có hai cái cơ sở, một là cái phòng khám quốc tế Sơn là đặt tại chỗ Sư Vận Hạnh ở quận 10, 722 Sư Vận Hạnh, và hai là cái bộ phận bệnh viện đặt tại bệnh viện Ngọc Linh ở chỗ Hồ Văn Huê, Phú Nhuận. Thì cái Sơn là một trong những nơi đầu tiên của khu vực Đông Nam Á này mổ cái nội soi cuộc sống. Thế rồi thì cũng là một trong các cái bệnh viện đầu tiên mà mổ cái thứ này, mổ cái giải quyết qua da, là những cái kỹ thuật rất cao hiện nay và những cái kỹ thuật hàng đầu hiện nay ở trên thế giới đối với lại phẫu thuật cuộc sống. Thì sau đây xin trình bày về thoái hóa cuộc sống. Thoái hóa cuộc sống là gì? Ở đây chúng ta thấy thoái hóa, nghe cái từ thoái hóa thì nghe rất là sợ, nhưng mà thực ra thoái hóa nó không phải là bệnh, nó là một trong cái chu trình sinh lão bệnh tử. Người ta sinh ra thì song song với quá trình phát triển sẽ có một cái quá trình thoái hóa luôn luôn nó như thế, nhưng mà khi còn nhỏ thì phát triển thì cao, nhưng mà thoái hóa thì thấp thì ít, và càng ngày lớn lên thì đến một mức lúc nào đó hai cái nó cân bằng với nhau, rồi đến khi mình tuổi lớn lên thì bắt đầu thoái hóa nó phát triển nhiều hơn, thế và bắt đầu nó sinh ra một số cái bệnh. Hầu hết dân số là đều có các vấn đề về thoái hóa cuộc sống, và trong đó có khoảng một nửa là có triệu chứng, nửa khác thì không có triệu chứng. Có rất nhiều người, người nào thoái hóa bây giờ các cô bác ở đây mang ra chụp ai có gai cuộc sống, nhưng mà kể cả những người không đau cũng có, không phải là ai cũng đau mới có cái gai, mà bạn có cái gai nó mới đau. Cho nên cái gai cuộc sống đó là biểu hiện của thoái hóa, ai cũng sẽ có hết, nhưng mà đau thì có khoảng một nửa thôi. Năm ở Hoa Kỳ là có khoảng tiền tiêu tốn khoảng 30 đến 50 tỷ đô la để mà chữa cái bệnh này, gần bằng cái GDP của chúng ta. Các giai đoạn của thoái hóa thì nó có, đây là cái cuộc sống chưa có bị thoái hóa, và đây là bắt đầu đến cái cỡ khoảng tuổi chừng 30 40 là bắt đầu như này, và đây là đến lứa tuổi của các cô các chú ở đây. Thì cái thoái hóa khi này thì bắt đầu là cái khu vực tiếp giáp với các đốt sống nó sùi lên, rồi cái khớp nó cũng sùi lên và nó làm hẹp lòng cái lỗ này lại. Đây là cái lỗ của dây thần kinh gai, cái lúc trẻ nó rất là to, dần dần nó bị hẹp lại. Về các bệnh lý thì thứ nhất là bệnh lý về đau thắt lưng và đau cổ gáy. Đau thắt lưng chắc ở đây các cô các chú các ai cũng có, đã từng có đau thắt lưng hết, rồi đau cái cổ, đau cổ gáy. Cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm cũng là một cái bệnh lý. Thì ở đây chúng ta thấy cái mô hình này thấy rõ ràng là cái nhân nhầy trong cái đĩa đệm nó thoát ra, nó chui ra ngoài, ở đây cái chỗ này là cả nguyên một cái ống sống của dây thần kinh ở đây, và nó có thể chèn ép và nó gây đau. Thoái hóa thành đốt sống như vừa rồi chúng ta thấy cái hình lúc nãy, thì đây là cái khớp nó sùi lên, các cái đốt sống nó sùi lên và nó gây chèn ép và nó cũng gây đau. Cái thoái hóa khớp hẹp ống sống, cái ống sống của chúng ta nó đọc như thế này, bây giờ tự nhiên nó có mọc thêm một cái thành phần, tức là cái dây chằng này nó phì đại, nó thành nó hóa xương và nó phì đây, và nó gây ra một cái hẹp. Cái loại thứ hai là cái dây chằng ở phía sau nó cũng hóa xương và nó phì ra, và một cái loại thứ ba là cả cái thoát vị đĩa đệm lẫn cái dây chằng vàng, tức là cái dây chằng ở phía sau nó phì đại lên, nó chè lé, nó làm cho ống sống nó hẹp lại, nó còn một chút xíu ở đây thôi. Thì đấy là những cái bệnh là về thoái hóa, bất vấn cuộc sống do thoái hóa. Chúng ta thấy các cái này nó bị hư hết rồi và nó xô lại. Mỗi khi chúng ta đi thì cái cuộc sống của chúng ta nếu nó bình thường ấy, thì nó thẳng thắn thế này, nhưng mà khi chúng ta bị thoái hóa và bị mất vững đi thì mỗi đốt sống nó chạy một hướng khác nhau, nó cứ xoay vòng vòng, cái này nó làm cho chúng ta đau. Và thậm chí là có một số người đi được vài bước, đi được một số bước thì bắt đầu cái chân thì nó tê cứng lại, đi được nữa. Thì đấy là hậu quả của cái bất vững cuộc sống này. Bệnh cuộc sống do thoái hóa,
sau khi bất vững như thế thì một thời gian thì các cái nó sống nó rồ lại thì nó nằm vẹn hoàn sang bên, cuộc sống nó không còn ngay nữa, nằm vẹn sang bên. Về các cái hội chứng lâm sàng, tức là nó có ba cái hội chứng chính là đau. Đau thì chúng ta có thể đau ở lưng, đau ở cổ gáy, đau ở thần kinh tọa, đau vai, đau tay là những cái triệu chứng của cái thoát vị đĩa đệm, của cái thoái hóa cuộc sống. Hội chứng chèn ép thần kinh. Chèn ép thần kinh thì có thể nó gây ra đau theo một đường ở tay này, hoặc đau theo một đường ở chân này. Rồi thì nó gây tê, gây mất cảm giác. Chúng ta thấy tê tự nhiên nó cứ tê vì một cái đường nào đó. Thế rồi nó bỏng rát thôi, có một chỗ nó bỏng rát thôi mà mình không thấy thương tổn gì ở da cả. Da nhìn thì bình thường mà sao nó cứ bỏng rát ở chỗ đó, thì đấy là làm theo đấy, chèn ép đấy. Và chèn ép tủy, chèn ép tủy thì đây là triệu chứng rất nặng, và đặc biệt nó xảy ra đối với cột sống cổ, cột sống ngực, ở đó có tủy. Thì khi mà nó có một cái chèn ép tủy có thể gây liệt hết hai chân, gây rối loạn tiêu tiểu, đi tiểu không được, đi tiêu không được. Thậm chí là có những trường hợp cứ đi tiểu là xóm thật ra, chẳng hạn như vậy. Thế rồi thì chân mình điều khiển không được, đi chân nó cứ nhiều khi tối ngủ mà hơi duỗi chân thì nó run bật cái chân như này. Thì cái đó là cái chèn ép tủy. Các cái kiểu đau thì người ta chia ở đây muốn nói với các cô bác, tại vì chúng ta thì gặp cái đau khá nhiều cho nên mình đi sâu vào cái này một tí. Đau thì người ta chia ra là ba loại, nó gọi là đau thần kinh. Tiếng Việt chúng ta hay gọi là đau, cái này gọi là đau. Bà con đến khám bệnh, bác sĩ ơi tôi không có đau, tôi nhức hay là tôi không có đau, tôi mỏi. Thực ra tất cả đó là đau. Thì cái đau thần kinh này nó là đau. Đau cơ, đó là mỏi. Tôi mỏi quá thì cái đấy trong y học nó xếp cái đó là đau cơ. Và nhức thì nó gọi là đau theo thần kinh. Đó. Trong bất cứ tiếng nào cũng có những cái từ đó, đau mỏi nhức. Thì cái khu vực đau của cái đau á, thì nó đau theo một cái lãnh vực, một cái đường nào đó, một cái đường chi phối của cái dây thần kinh. Ví dụ như đau dọc theo vai xuống tay, xuống huyệt, xuống cánh tay, đau ra cái ngón cái và ngón trỏ chẳng hạn. Nói ví dụ thế, đấy là một kiểu đau. Thế rồi đau từ lưng xuống mông, xuống mặt sau mông, xuống mặt ngoài đùi, rồi xuống mặt ngoài cẳng chân, đau xuống cái ngón út. Nói ví dụ thế thì đấy là một cái kiểu đau. Đau đấy là đau thần kinh. Còn cái mỏi thì nó cứ âm ỉ, nó mơ hồ, không rõ vị trí nào. Tối cô bác ngủ thấy cái chân mình nó mỏi quá, mình chỉ biết là mỏi cái chân phải. Còn hỏi bây giờ mỏi chỗ nào trên cái chân thì không mô tả được. Còn cái chân mình nó mỏi quá, chân tôi nó mỏi nhưng mà mỏi chỗ nào thì không phân biệt được. Và cảm giác nhức là nó ở trong sâu, nhức cái xương, nhức cái gì đó mình biết nhức cụ thể ở cái đùi này, thế nhưng mà nó nhức đâu trong sâu ấy, chứ không mô tả được là nó là một cái đường nào đó. Thì đấy là một cái đặc điểm về khu vực. Về điểm co súng, điểm co súng có nghĩa là khi mình nhấn vô thì nó đau dựng lên, nhấn vô một điểm nào đó nó đau dựng lên. Thì trong cái đau thần kinh là có, trong cái mỏi nó cũng tìm ra được một cái điểm vào súng nào đó. Ví dụ mỏi cái chân thì mình ra quanh cái chỗ nào đó thì nhấn một cái ra có. Còn cái nhức thì lại không có. Hai cái này nó phân biệt với nhau. Tác động của tư thế, tức là cái tư thế của mình đứng, đi, ngồi, hoặc là gập lưng, hoặc là nằm nghiêng, hoặc nằm ngửa. Thì đối với cái đau thần kinh thì nó có tư thế nào đó nó gây, nó làm giảm đau. Nói ví dụ là đau thần kinh tọa là một dạng đau thần kinh. Chúng ta ngồi mới đau, chứ nằm không đau. Đa số trường hợp nằm hết đau, nhưng mà ngồi là đau, đứng là đau, chẳng hạn thế. Thế còn cái mỏi thì nó lại có vị trí, nó có tư thế tăng đau. Chẳng hạn mỏi chân, mà nếu tối ngủ bọn ta để cái chân lên dưới thấp là cái chân nó đau, chân nó mỏi. Còn nếu mà chúng ta gác cái chân lên cao thì nó đỡ mỏi hơn. Đó, thì đấy là cái tư thế tăng đau. Còn đối với nhức thì tư thế nào cũng thế, nó cũng đau y như nhau, không có khác gì cả. Về tác động của ngoại cảnh thì đau thần kinh, tức là cái đau của chúng ta không bị tác động. Kiểu gì thì cũng đau như thế. Nhưng mà cái nhức là nó có tác động. Và đặc biệt nhất
buồn chuyện gia đình, con cái thế này thế khác là tự nhiên nó nhức lên. Có trời nóng trời lạnh, giống như là dự báo thời tiết, trời nóng trời lạnh là nó nhức lên, là cái đó có. Về đau lưng thì chúng ta có các cái dạng đau lưng là đau thắt lưng lan tỏa, đau ở vùng lưng thôi, không có đau ở đâu khác. Cái này là thường gặp nhất, và cái này là nó gặp ở giai đoạn đầu của thoát vị tuyến đệm. Cái mô tả cái đau đó thì nó đau âm ỉ và lan tỏa vùng thắt lưng thấp, và thường đầu đau thì tăng dần theo thời gian, ban đầu thì đau ít và sau đó thì càng ngày càng đau nhiều. Và thỉnh thoảng nó có những cơn đau bộc phát rất là dữ dội. Hôm nay ra đánh cờ, ngày mai không thể nào ngồi đánh cờ được nữa, rồi đau mất vài ngày, rồi uống thuốc, rồi làm đủ thứ hết, rồi từ từ nó mới bớt đi, rồi ra ngồi tiếp, rồi suốt cả tuần 2-3 tuần không đau, xong rồi sau đó lại có một cơn đau lặng, nó gọi là những cơn bộc phát. Và khi nếu mà mình vận động tăng thì vận động nhiều lên thì nó đau, ngồi nhiều nó đau, có thể đi nhiều nó đau, và nếu mình nằm nghỉ thì nó đỡ. Thì đây là cái dạng đau thắt lưng lan tỏa và cố định. Cái dạng thứ hai là đau thắt lưng đột ngột và dữ dội, không đau gì cả, tự nhiên đến một lúc nào đó đang cúi xuống đang làm một cái gì đột ngột nó đau, và đau không di chuyển được, đau nằm một chỗ luôn, và mỗi lần cục cượng cái gì là đau dữ dội. Thì đấy là một cái đau thắt lưng đột ngột, và nó làm cho khi mà chúng ta đi, chúng ta không thể đi thẳng được, cái lưng cứ vẹo vẹo thế này, đi đâu cái lưng cứ vẹo vẹo thế này, hoặc là không thì cái chân cứ co đi không thẳng được. Đấy là một trong những cái kiểu đau như vậy, và nó kéo dài vài ngày, nhưng mà đôi khi kéo dài rất là lâu, mặc dù điều trị đủ thứ hết cũng rất là khó hết. Và cái đau theo rễ, tức là đau theo cái dây thần kinh mà không có đau thắt lưng, thì có một số trường hợp đau thì đột ngột, một số trường hợp thì đau nó không nó đau từ từ tăng dần. Và đau theo rễ thần kinh, ví dụ như là đau ở lưng, đau thần kinh tọa, là đau từ thắt lưng có thể lan xuống mông, xuống mặt sau mông, rồi xuống ra mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân, xuống các ngón chân, hoặc là xuống đến cổ chân thôi, thì tất cả những cái đó là đau theo cái gọi là đau theo rễ. Là nó làm cũng làm thay đổi dáng đứng, và nằm nghỉ thì không giảm đau, đặc biệt là mình ho cái nào đau dựng lên đó, cái đau này rất là đặc trưng. Bệnh nhân thì vẫn đi lại được, nhưng mà như vừa rồi mô tả, tức là cái khớp này nó co lại, nó không có, nó không duỗi thẳng ra được, duỗi thẳng ra là đau. Bệnh nhân là đi là cứ cò thế này đi rất là khập khiễng. Và đau thắt lưng cùng với đau theo rễ thì cũng biểu hiện giống như là vừa rồi mô tả, vừa có hai cái triệu chứng. Trong cái trường hợp này thì nếu như mà nặng là bệnh nhân không đi được, nằm một chỗ. Về các cái vấn đề khác là yếu vận động, tức là đi lại rất là khó. Đi khó, đi phải ở đây chúng ta dùng một cái hình ảnh là đi phải mang cái xe này. Teo cơ, ở đây chúng ta thấy hai cái chân, một chân to, một chân nhỏ. Teo cơ là dấu hiệu nặng của cái bệnh này. Rối loạn cảm giác, có một vùng cảm giác nhưng nó khác đi. Và rối loạn cảm giác vùng hồi âm. Vùng hồi âm là thế nào? Vùng hồi âm là cái vùng mà khi mình cưỡi ngựa hay là mình ngồi xe gắn máy ấy, thì cái phần tiếp giáp vào cái yên xe và cái yên ngựa được gọi là vùng hồi âm. Thì đây là đối với người Á Đông chúng ta thì cái chỗ này là cái chỗ kín, chúng ta ít có bỏng bạch với lại ngay cả người thân nữa. Và khi nó có những cái rối loạn thì chúng ta chú ý, khi mà có những rối loạn này đây là biểu hiện rất trầm trọng của cái bệnh, và chúng ta cần phải đến bác sĩ ngay. Rối loạn tiêu tiểu, đây chúng ta thấy ông bác rất là táo bón. Rối loạn đi tiểu táo bón, tiểu khó, tiểu rất nhất. Tất nhiên là cái triệu chứng nó không phải là đặc hiệu cho chỉ có bệnh này, nó có thể có những bệnh khác cũng có, nhưng mà đây cũng là một cái triệu chứng chúng ta phải chú ý đến. Đây là thoái hóa cuộc sống khá mạnh. Đi cách khỏi thần kinh, như hôm nay chúng ta có nói là nếu chúng ta đi thì ban đầu vài bước đầu, 10 bước, 20 bước đầu, 20-30 mét đầu thì tốt, nhưng mà sau đó bắt đầu cái chân nó đau, xong rồi nó tê, nó cứng lại, đi không được nữa, phải đứng nghỉ, phải xoa bóp, ngồi.
thì mới đi được. Thì hoặc là đi khách hồi thần kinh, triệu chứng này cũng là một triệu chứng khác đấy của các bệnh lý thoái hóa cột sống. Về thoát vị đĩa đệm cổ thì người ta chia làm bệnh lý rễ, tức là nó đau, nó theo một cái đường, theo cái đường ở tay này, đau ra vai, đau ra tay này, đó, các bạn thấy. Thì đây là cái triệu chứng đau theo rễ của một cái bệnh lý cổ. Tê một khu vực, một vài ngón tay hoặc bàn tay cũng là cái lĩnh vực này, cũng là những cái lĩnh vực này, nó tê ở đây. Thế giờ yếu một số cơ ở tay, cầm đũa thì khó khăn, gài nút áo rất là khó khăn. Và cái chuyện cầm đũa và gài nút áo được đưa thành tiêu chuẩn của ban đầu là của nước Nhật, đưa lên thành tiêu chuẩn để chấm cái điểm bình này nặng hay nhẹ. Bây giờ nó đã được toàn thế giới ứng dụng, mặc dù ở những nước mà châu Âu người ta đâu có xài đũa, nhưng mà bây giờ người ta thử cho cầm xem để người ta chấm điểm xem là cái bình này nó nặng hay nhẹ. Cái bệnh lý tủy tức là cả một cái hình, cả cái đời sống của mình nó bị chèn ép, bị hư hại, và nó gây ra tê toàn bộ thân mình và cả chân, và thường là tê cái vùng bụng này. Yếu tay chân, vận động rất là khó, và có một cái dấu hiệu như lúc nãy nói đó, nó còn lúc tay chân tức là tối nhất là khi mình ngủ, mình vô ý mình duỗi chân ra thì cái chân mình nó rung cái này, rung mặt rung này, thì đấy là triệu chứng rất nặng, triệu chứng của thương tổn tủy rất nặng rồi. Các trường hợp nặng thì đi lại khó khăn và có rối loạn cơ vòng, tức là đi tiêu tiểu táo bón rồi tiểu đầm đề hoặc là tiểu không kiểm soát. Còn nặng lắm nữa thì liệt hoàn toàn và rối loạn hô hấp, thở cũng không được nữa, thở khó rồi, thì đấy là trường hợp nặng lắm rồi. Bệnh lý rễ và bệnh lý tủy thì nó có cả hai cái triệu chứng. À, thì có các cái dạng lâm sàng đặc biệt, thứ nhất là đau thành ngừng một bên hoặc đau giữa hai bả vai. Ở Việt Nam chúng ta hay gặp lắm, ở nước ngoài thì gặp. Chúng ta đau ở giữa hai bả vai, đau cái vùng cột sống giữa hai bả vai này, hoặc là đau thành ngừng một bên. Chóng mặt cũng là một cái triệu chứng rất thường gặp đối với bệnh nhân ở Việt Nam. Làm sao để ngăn ngừa thoái hóa cột sống? Muốn ngăn ngừa thoái hóa cột sống thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm giảm thiểu được tốc độ thoái hóa. Thoái hóa là tự nhiên, chúng ta không chống lại nó được. Đó là vấn đề tự nhiên, sinh lão bệnh tử. Đương nhiên cái đấy là chuyện bình thường ở đời này. Nhưng chúng ta ngăn ngừa cái tốc độ thoái hóa, gia tăng cái tuổi thọ, làm cho cái cuộc sống của mình nó được thoải mái hơn lúc về già, đấy là cái mục tiêu của điều trị, của cái phòng ngừa. Thì một trong các cái đó là phải giảm thiểu được tốc độ thoái hóa, giảm thiểu bằng cách này: tập luyện thể thao. Thực ra tập luyện thể thao là gia tăng cái thoái hóa của tế bào trong một cái thể. Người ta có một cái lúc nào đó, có một cái tổ chức nào đó thì cái số lượng tế bào non với tế bào già nó phải cân đối ở cái mức nhất định. Nếu chúng ta không vận động, không thể thao thì số lượng tế bào già rất nhiều, và cái mô đó, cái cơ chẳng hạn, bây giờ ví dụ là cái cơ của chúng ta, trong một cái bắp cơ này có 1 tỷ tế bào thì hết 500 triệu tế bào là già rồi, thì 500 triệu kia không thể nào có đủ sức để mà kéo một cái sức nặng được. Nó cần phải 700 triệu cái tế bào trẻ và 300 triệu tế bào già thôi. Thì cái việc chúng ta tập luyện thể thao là làm gì? Thúc đẩy nhanh cho kết thúc cái quá trình của tế bào già, để tế bào non nó phát triển lên, để nó làm cho cái cơ nó khỏe. Đó là một trong cái mục tiêu của thể thao. Tư thế ngồi đúng, đây là một cái rất là quan trọng. Chúng ta thấy ở đây cái tư thế này là không đúng, cột sống nó vẹo lại, nó gù lại, cái này không đúng, cột sống ưỡn ra quá cũng không đúng. Ngồi thẳng cái này mới là đúng, ngồi thẳng cái lưng mình nó thẳng, nó không tạo một cái áp lực nào cả, thì đấy là đúng.
Chẳng hạn đây chúng ta thấy một cái tư thế này nó có hai cái không đúng, cái tư thế này là không đúng, tư thế bên này là đúng. Tư thế này có hai cái không đúng, thứ nhất là cột sống gù, thứ hai là cái trục này này giữa cái đùi này với trục thẳng của cơ thể nó tạo thành một góc nhọn, nó không phải là góc vuông. Khi ngồi đúng đó, có nghĩa là cái trục này thẳng, thứ hai là cái góc này này giữa trục của cơ thể với lại cái góc đùi này nó phải tạo thành góc vuông hoặc góc tù, nó không gấp nhọn lại thế này mà nó phải tù, tức là cái chân mình cùng lắm là nó vuông góc với người, còn không thì nó phải xả xuống thế này. Thì nếu nó gấp lên gấp thành góc nhọn thế này thì nó gia tăng áp lực ở trong cột sống và nó gây ra cái nó làm tăng cái tốc độ thoái hóa này. Cho nên chúng ta chú ý khi mà ngồi thì đây là những cái tư thế ngồi đúng. Ngồi làm việc chẳng hạn, nếu mà bò ra như thế này để mà xem để mà làm thì rất là giảng khoa học. Ngồi như thế này thẳng lưng và cái gì thì nó nằm ngang tầm mắt, không phải cúi cái cổ. Tư thế làm việc nếu chúng ta mang một cái bật nặng thì từ dưới đất lên mà đứng tư thế này là sai. Chúng ta gấp cái khớp xuống rồi thẳng cái lưng, bưng cái này lên, đấy là tư thế đúng. Ở bên này có những cái trình bày, ví dụ như là đứng mà trên một cái như là chúng ta có một cái bàn, ví dụ thường cái nơi phát biểu có cái bàn cao chẳng hạn, thì đứng thì cái tư thế tốt nhất á là co một chân đứng như thế này cho thả lỏng cái cơ ra, đấy là đúng. Cái này thì mang bật nặng chúng ta thấy rồi. Cái này sai, cái bên này là sai này, sai ở đây sai chỗ nào so với bên này? Và chúng ta mang cái vật nặng này xa cơ thể quá, ôm sát các bạn. Bưng một cái gì ôm sát mọi người. Rồi cái này, hình này sai cái gì? Thứ nhất là lưng thì cong và chân thì thẳng, trong khi yêu cầu đúng là lưng thì thẳng và chân thì cong. Nếu chúng ta đứng bằng cái bàn không vừa thì chúng ta cong chân chứ không phải là cong lưng, không phải là cong lưng thế này. Cái cong lưng đó là sai. Thưa ngộ độc, ở Việt Nam chúng ta thì có một cái vấn đề này, là đây là vấn đề lớn. Chúng ta không quản lý được cái thực phẩm, cái nguồn thực phẩm mà bị ô nhiễm. Chúng ta quản lý, nói là quản lý không được thì đúng, nhưng mà quản lý hơi yếu kém. Cho nên là cái thực phẩm nó lan tràn ra cộng đồng khá nhiều và chúng ta bị ngộ độc rất là nhiều. Đặc biệt nhất có những cái ngộ độc âm thầm mà chúng ta biết là thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc trừ sâu trong rau của chúng ta. Thì thành ra là nếu chúng ta ngăn ngừa được những cái này thì nó đỡ hơn cho chúng ta đây lấy những cái hình ảnh cái chợ mà bán đồ ăn mà trong một cái vùng nước cống đập vùng như thế này thì chắc chắn là không thể vệ sinh được, chắc chắn là chúng ta sẽ ngộ độc. Và khi mà ngộ độc rồi thì hàng loạt các cái chất nó sản sinh ra, nó làm gia tăng cái tốc độ thoái hóa lên rất nhiều. Ô nhiễm môi trường đấy cũng là một vấn đề, và Việt Nam thì đặc biệt vấn đề kẹt xe là một cái vấn đề rất là nặng nề. Kẹt xe không chỉ đơn thuần là mất thời gian, không chỉ đơn thuần là làm cho con người ta bực bội. Cái lúc đó kẹt xe là gây ra một cái sự ô nhiễm rất là nhiều. Chúng ta đi ở trong một cái đám mà kẹt xe đó, chúng ta hít phải những cái khí độc từ xe mà thải ra thì gia tăng cái tốc độ ô nhiễm, gia tăng cái tốc độ thoái hóa lên rất nhiều. Chúng ta bước qua phần điều trị cái bệnh lý này thì các cái phương pháp điều trị gồm có nằm nghỉ là một phương pháp. Người ta nghiên cứu rằng cái tư thế nằm thì áp lực ở trong cái đệm là thấp nhất và tư thế cao nhất là ngồi khom lưng mang vật nặng là cái áp lực cao nhất, đấy là tư thế có hại nhất ở trong đối với cuộc sống. Còn tư thế nằm là thoải mái nhất, sau đó đến tư thế đứng thẳng. Đứng có lợi hơn ngồi, ta chú ý cái đó. Đối với cuộc sống, đứng có lợi hơn ngồi. Tất nhiên nó lại còn vấn đề khác, còn người ta nó không phải chỉ có mỗi cuộc sống mà còn cái khớp gối khớp háng, thì đứng thì lại khớp gối khớp háng lại chịu lực nhiều thì là không tốt bằng ngồi, cho nên là cân đối giữa hai cái đó. Vật lý trị liệu thì vật lý trị liệu ở đây tôi muốn nói đến vật lý trị liệu của
Tây y, còn về Đông y thì có rất là nhiều những cái biện pháp khác. Thì về nó có một số bài tập là kéo giãn cái khoảng lên đốt sống, kéo giãn ra để làm giảm áp lực ở trong tuyến đệm. Rồi các phương pháp nhiệt trị liệu ở đây bên Đông y cũng giống như Tây y chỗ này, tức là chúng ta dùng nhiệt, nhiệt nóng hay là gì đó. Thì bên Tây y thì người ta dùng những một số cái máy ví dụ như sóng ngắn. Sóng ngắn là nó đưa được cái nhiệt vào trong sông, tắt trong cái cuộc sống của mình, nó làm nóng ở trong vùng đó. Thì nó làm nóng lên thì cái ta tăng cái tốc độ tuần hoàn và từ đó nó giảm cái hiện tượng viêm đi và nó sẽ làm cho mình bớt đau nhanh chóng. Một số bài tập khác thì tăng cái sức mạnh của cơ, và một số bài tập thì nhằm thúc đẩy cái quá trình thay thế cái tế bào như lúc nãy tôi có trình bày. Tiêm hóa chất tiêu hủy nhân đệm, ở đây thì chắc là các bác cô bác cũng đã nghe đến cái này. Khi mà mình nấu hầm xương ở nhà, mình hay cho đu đủ vào đúng không ạ? Đu đủ nó là một cái, nó làm cho cái hầm xương, hầm cái thịt gì đó nó tiêu, nó mềm ra rất là nhanh. Thì cho nên vì vậy người ta mới chiết xuất trong cái trái đu đủ ra một cái loại hóa chất. Khi mà tiêm vào cái gì thì nó tiêu hủy cái mô đó. Và người ta dùng nó, người ta tiêm vào cái đĩa đệm. Khi mà cái đĩa đệm nó bị phồng lên, nó chèn ép, thì người ta thấy rằng là nó tiêu hủy cái phần đĩa đệm đi rất là nhanh. Và mình hết đau. Và cái thủ thuật nó rất là nhẹ nhàng, không phải mổ, không phải làm gì hết. Và cái phương pháp này được phát triển rất là rộng rãi ở nước Mỹ trong khoảng cách đây khoảng 30 năm. Và trong vòng có mấy năm thôi, có mấy trăm ngàn người được áp dụng phương pháp này. Nhưng có một điều, nếu như cái chất mà chiết xuất từ đu đủ đó nó không nằm ở trong đĩa đệm mà nó lại chảy ra ngoài, ra một cái gì thì xong luôn, chảy vào nó đụng vào cái dây thần kinh, mình nó tiêu luôn cái dây thần kinh. Và chuyện đó đã xảy ra trên một số bệnh nhân, và từ đó phương pháp này đã bị cấm ở rất nhiều nước. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện nay vẫn còn một số nơi vẫn áp dụng cái phương pháp này, nhưng mà rất nguy hiểm, người ta gọi là loại bất cập hại. Cái phương pháp thứ hai nữa là lấy đĩa đệm bằng laser hoặc sóng radio qua da. Sóng radio qua da thì cái này, đây là một cái phương pháp cũng dùng một cái kim chích vào trong cái đĩa đệm của mình, xong rồi dẫn một cái dây dẫn, từ đó dẫn cái sóng radio hoặc là laser đưa vào đó đốt đi một phần đĩa đệm để mà lấy. Thì đây cũng là một phương pháp rất là tiên tiến, và tôi cũng rất là tự hào là mình là một cái người được đào tạo rất bài bản về những phương pháp này, và đi học ở cả Mỹ và cả Nhật, và đã làm ở tại nước ngoài cũng như là về Việt Nam là với một cái số lượng rất là lớn. Thì mục đích của cái phương pháp này là giảm áp trong cái đĩa đệm với hy vọng là mất đi sự chật hẹp để làm cái khối thoát vị nó tụt trở lại. Tuy nhiên cái phương pháp này nó có một cái nhược điểm là nó tái phát rất là nhiều, và hiện nay thì về cá nhân thì tôi cũng đã bỏ không làm phương pháp này, bởi vì cái khả năng tái phát, cái chọn lọc thì rất là cao và khả năng tái phát rất là nhiều. Hiện nay chỉ còn một số trường hợp gọi là gia tăng áp lực đĩa đệm thật sự rất hiếm có thì mới làm phương pháp này. Phẫu thuật mở, tức là mổ hở để mà điều trị nó, thì đây là một cái giải pháp truyền thống và được áp dụng cho mọi loại thoái hóa, kết quả rất là tốt. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm là mức độ tàn phá cái cấu trúc cao. Cái cơ thể của mình nó bình thường, cái da mình nó bình thường, cái cơ của mình nó bình thường, nó chỉ bị một cái khối thoát vị ở trong sông đó thôi, nó nhỏ bằng cái ngón tay này thôi. Nhưng mà chúng ta phải rạch một đường dài thế này, tách hết cơ ra, cắt xương, cắt đồ thứ để đi vào đến đó. Thì tự nhiên coi như là để đập được con chuột thì chúng ta mất cái bình đó. Thì cái nhược điểm của phương pháp này nó là như vậy. Sau mổ thì lại điều trị nằm dài ngày, rồi sau mổ điều trị rất là phức tạp và khả năng xảy ra biến chứng do cái việc phá hủy cái mô lành rất là cao, và từ đó dẫn đến chi phí điều trị rất là cao. Và người ta đã nghiên cứu ra một phương pháp nội soi để mổ cho cuộc sống. Nội soi có rất là nhiều ích lợi, một chút nữa chúng ta sẽ bàn đến chuyện này.
nội soi được trước đây thì có nhiều phương pháp nội soi, nhưng mà cái nội soi mình đang nói trước đây nó chỉ dùng một cái ống to bằng cái đũa của mình thôi, đũa ăn cơm của mình thôi, đưa vào trong cơ thể rồi từ đó giải quyết hết tất cả các vấn đề. Đây là một cái phương pháp rất là tiên tiến và cũng rất là tự hào rằng Việt Nam chúng ta là nước áp dụng cái phương pháp này đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Và cho đến tận bây giờ Singapore vẫn chưa làm được, mặc dù Singapore đã mua máy về mười mấy năm nay nhưng vẫn không thể nào làm được, trong khi Việt Nam chúng ta đã làm được rất nhiều ca rồi. Và không phải một trung tâm, Action là nơi đầu tiên, nhưng mà hiện nay có khoảng 4 năm trung tâm ở tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp này thành công. Ngoài Việt Nam thì Thái Lan cũng là nước đã áp dụng được phương pháp này, sau Việt Nam được 1-2 năm thì đã áp dụng được phương pháp này, còn thì Singapore cho đến giờ này vẫn chưa làm được. Đây là cái điểm rất là tự hào của chúng ta. Và trong các cái buổi họp của cái hội phẫu thuật cuộc sống xâm lấn tối thiểu thế giới thì chúng tôi rất là tự hào với chuyện này. Các anh Singapore đều nghĩa là rất là bái phục mình những chuyện này. Đó được coi là một trong các thế phẫu thuật của thế kỷ 21 trong cái hội nghị của hội phẫu thuật cuộc sống xâm lấn tối thiểu thế giới năm 2011 thì có đưa lên vấn đề này. Và đến năm 2012 thì tại Barcelona thì có kết luận có 4 cái phẫu thuật được coi là phẫu thuật cuộc sống của thế kỷ 21, thì nội soi là một trong 4 cái đó. Nội soi là một trong 4 cái đó. Nó không cần gây mê, đường mổ thì rất nhỏ, không đau đớn sau mổ, rồi giảm thiểu tối đa các biến chứng và giảm thời gian điều trị, từ đó giảm chi phí điều trị. Ở nước ngoài người ta làm là người ta về trong ngày, ở Việt Nam thì chúng tôi không dám cho về trong ngày, nhưng mà cũng nằm một đêm thôi để hôm sau đi về. Cái phương pháp thứ hai là một phẫu thuật nẹp vít qua da, là dùng để mổ cho các trường hợp hẹp ống sống và bất vững cột sống, trượt cột sống. Và cái phương pháp này cũng rất là ít xâm lấn, đường mổ nhỏ và ít đau sau mổ và giảm thiểu biến chứng. Đây là những cái phương pháp điều trị mà hiện nay đang rất là phổ biến và đang rất là phổ biến ở trên thế giới, đang được ở trên thế giới phổ biến. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã được ứng dụng, và đây cũng là một trong các cái phẫu thuật của thế kỷ 21. Đến đây thì xin kết thúc cái bài nói chuyện ở đây, và rất mong là bà con cô bác nếu mà có thắc mắc gì, và có thể nếu trong điều kiện có thể được thì mình có thể xem được cái bài này lại ở trên cái website của Action là www.action là EXSON.com.vn. Thì trên cái website đó sẽ có những cái này và cả những vấn đề khác, những cái thắc mắc của mình thì có thể xem được ở trên đó. Và xin cảm ơn.